Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Bên trên tay mình đây là một chiếc nhẫn, một chỉ chữ phúc, mà chữ phúc chữ tàu đấy, chữ của Trung Quốc đây. Đây thì rất nhiều các bạn hỏi là có nhẫn một chỉ chữ phúc không, hay là chữ tàu không? Đây thì sẽ có nhẫn một chỉ chữ tàu nhá. Đấy, chữ phúc của đây là chiếc nhẫn một chỉ, nhìn rất là bé. Đây là chiếc nhẫn đúc nhá, hoa văn là vảy rồng, đây là hoa văn kiểu vảy rồng ấy. Tuy bé nhưng mà rất là đẹp. Hoa văn rất là nét, rất là đẹp, đeo tay rất đẹp. Đây là nhẫn một chỉ. Đấy thì mình coi lại cho các bạn xem thôi. Mình kết thúc video đấy nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.